Chào các bác, chào các anh em. Tới vụ đi bẫy cò của các bác anh em rồi. Hôm nay em sẽ chia sẻ tới các bác anh em cái kẹp bẫy cò. Kẹp bẫy cò này thì thường nó sẽ có hai kích cỡ. Đây là cái kẹp bán nguyệt nhá. Thì ở cái video này em không nói luôn, khi các bác mà đã xem được cái video này đấy, các bác hãy quan sát thật kỹ nhá. Bởi vì nhà em cái dòng cạp chuột ý, em có rất chi là nhiều. Cái kẹp này cũng có thể đánh được chuột đấy, cho nên là các bác hãy gọi là cái kẹp bán nguyệt, kẹp cò. Thì cái mẫu kẹp này thì hôm nay em sẽ chia sẻ tới các bác cái cách làm. Đầu tiên thì một chục cái kẹp bán nguyệt trơn thì nó sẽ chưa có cài lưới, nó sẽ như thế này. Một chục kẹp này thì giá của nó rất chi là rẻ nhá. Đấy, cái chục này thì có 80.000 đồng một chục chưa có lưới. Và cái cách để làm nhá, em sẽ chia sẻ tới các bác anh em luôn. Bởi vì nhà em chuyên chế cái kẹp này để gửi tới các bác anh em trong Kiên Giang, ở trong miền Nam, miền Tây thì đánh cò. Cách chế nhá, thì một cái kẹp như này, các bác anh em hãy duỗi thẳng cái gài mồi ra. Đấy là cái cây gài mồi đấy. Nếu như đánh chuột thì không cần phải làm đĩa, chỉ cần cắm hạt lạc vào cái cắm mồi thôi là đã có thể đánh được rồi. Và đây là những cái miếng lưới mà em đã cắt vuông vắn ra như thế này để cài vào bàn kẹp đi bẫy cò. Đây nhá, cách làm bắt đầu đây. Các bác hãy để ý và quan sát nhé. Sẽ cắt hai đoạn dây thép rất ngắn thôi các bác anh em ạ, dễ lắm. Đây là cái mẫu cỡ lớn là kích thước 16/18. Đấy, các bác anh em hãy cắt miếng lưới vuông vắn như này, gài vào đây. Cực dễ nhá. Đối với các bác anh em mà chỉ cần làm 1-2 cái thôi là sẽ làm được luôn. Cái này đánh cò hiệu quả số 1. Được rồi. Đấy, các bác anh em sẽ buộc cái dây thép vào phần này, buộc hai đầu nhá, cứ dùng một cái kìm để kẹp vào. Tẹo nữa thì em sẽ lên kẹp luôn để các bác anh em khi xem biết cái cách lên kẹp luôn. Bởi vì rất nhiều bác anh em là chưa biết cách lên để kẹp này. Thế là đã hoàn thiện xong cái phần đĩa nhá, rất đơn giản có đúng không các bác? Đấy. Và bây giờ cái cách để lên cái bàn kẹp đi đánh cò, cái này thì các bác anh em để ở lối đi của con cò đấy ạ. Con cò, con chim, chuột. Các bác anh em sẽ sờ cái độ gợn của cái cần nhé. Đây cái cần đây này, cái độ gợn ở cái chỗ này nhé. Các bác anh em nhớ là về phải miết qua đi cho nó thật mịn màng vào thì cái kẹp nó mới có độ hiệu quả. Còn nếu như mà đấy, mài luôn vào đây cũng được. Còn nếu như cái đấy mà gòm được cái kẹp nó sẽ không hiệu quả đâu. Nên các bác, các anh em lưu ý ở cái phần mài cái cần gài và lên kẹp nhé. Cái kẹp này nhà em rất chi là khỏe đấy, không phải là đơn thuần như những cái kẹp khác đâu. Về lò xo này nhà em sẽ chế riêng cho các bác anh em đi bẫy cò. Đấy, chỉ cần như vậy thôi nhá. Đây là cái kích thước to đấy các bác anh em ạ. Còn đây là kích thước nhỏ này. Kích thước nhỏ thì cũng làm như vậy thôi. Kích thước nhỏ thì cái chiều rộng của nó là 12, mở ra thì sẽ là 16. Kích thước to thì là 16-18 nhá. Dễ lắm các bác ạ. Chỉ cần chế lấy vài chục cái này đi thì đánh chim, đánh cò đều hiệu quả. Có bác có anh em thì sử dụng ở đi đánh sóc. Lò xo này sẽ là lò xo đặt nhá. Một cái mẫu lò xo khỏe. Đấy. Cái này thì cũng cài tương tự như cái kia thôi. Sẽ mài cho nó mượt mà cái đầu đi thì nó cái kẹp nó có độ hiệu quả. Kẹp phải lên nó sẽ hơi nặng tay đấy. Ôi, cái để đặt mớm đấy. Đây là kích thước to và kích thước nhỡ để các bác nhà mình được lựa chọn nhé. Em sẽ quay thật gần như thế này. Cực kỳ là hiệu quả đấy. Đấy, cái cách đơn giản nhất để các bác anh em nhà mình. Ôi, các bác thấy không? Vô cùng là hiệu quả nhé. Chỉ cần động một cái là sẽ kẹp luôn. Đây là cái kích thước nhỡ, các bác anh em có thể đánh chim. Còn đây là kích thước to này, động một cái là sẽ sập luôn đấy nhá. Cái này sập vào tay rất là đau. Thì với cái kẹp này thì nhà em còn có cả cái mẫu kẹp răng nữa. Nhưng hôm nay ở cái video này thì
Em mới chỉ chi tiết về cái kẹp không răng là cái mẫu phổ thông đang được các bác anh em nhà mình quan tâm nhiều nhất. Thì với cái lò xo này thì nhà em sẽ chế riêng độc đắc, cái lò xo nhà em sẽ làm rất là khỏe để các bác anh em mình đi đánh làm sao cho được hiệu quả nhất. Và cái số điện thoại để khi các bác mà đang cần cái mẫu kẹp này, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại kia nhé. Đây là số điện thoại chính để em tư vấn và cũng như là gửi tới các bác anh em cái kẹp cò này. Cái mẫu kẹp mà chưa làm bàn như trên tay em cầm một chục cái đây, nó sẽ là 80.000 đồng một chục. Khi các bác anh em mà mua 50 chiếc thì sẽ được miễn phí ship 100%. Còn cái mẫu nhỏ đấy nhá, mẫu nhỡ này đánh chim, nó sẽ là 70.000 đồng một chục. Chất liệu lò xo của nó đều như nhau. Và em có nói luôn, rất nhiều bác anh em hỏi là có gì xét không, thì em có nói luôn nhá, cái này mà để dời mưa nó sẽ ố vàng như thế này này các bác anh em này. Để đem bị nước mưa bắn vào đấy, nhưng mà nó chẳng làm sao cả, cũng không ảnh hưởng gì đâu. Bởi vì khi đi đánh thì không thể nào tránh được để dưới nước cả, bởi vì đánh là phải dưới bùn đâu, không vấn đề gì các bác anh em ạ. Cái lò xo này là lò xo rất là khỏe nhá. Cái nhỏ này có 70.000 một đồng một chục thôi, chưa có bàn lưới. Còn nếu như có bàn lưới thì cái cỡ to giá của nó sẽ là 120.000 đồng trên một chục các bác anh em ạ. Còn cái cỡ nhỡ thì giá của nó sẽ là 101 trên một chục. Nếu như các bác anh em mà có nhu cầu mà không làm được thì sẽ bảo em chế luôn như này. Đánh cò, đánh vạc, đánh chim nhé. Em sẽ gửi đến tận nhà các bác anh em khi các bác anh em yêu cầu. Cứ mua từ 10 cái trở lên thì em đã gửi rồi, nhưng 10 cái thì sẽ mất phí ship đấy các bác anh em ạ. Còn 50 cái thì em sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Thì qua cái video ngắn này, các bác anh em mà đang quan tâm tới cái dụng cụ đi bẫy cò này, hãy liên hệ trực tiếp tới bên em. Và các bác anh em đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh nhé, để đón tiếp theo những cái sản phẩm sau khi em đăng tải. Cảm ơn các bác anh em nhà mình đã xem video. Chào và hẹn gặp lại ạ.